một chương trình hấp dẫn sắp xuất hiện. Lần đầu tiên, một chương trình về thời trang chính thức được ra mắt trên kênh HTV3. Chào Gina Segawa. Cái áo này mua ở Hawaii, cái này thì mua ở Pháp. Một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Nhật Bản và các nước châu Á khác. Đặc biệt với phần nội dung ngoại nhập sẽ được thể hiện bằng hình thức lồng tiếng, chắc chắn sẽ tạo nên nhiều điều thú vị. Hãy cùng chờ đón chương trình Phong Cách City bắt đầu phát sóng lúc 19 giờ thứ sáu ngày 25 tháng 1 trên kênh HTV3.